Hi, xin chào các bạn nha. Chào mừng các bạn đến với kênh Nghĩa Miền Tây, lại là mình đây. Ở cái video này, mình sẽ giới thiệu cho các bạn một loài động vật cũng khá là quen thuộc. Đó là ốc sên ha các bạn. Thì chúng có mặt hầu hết các môi trường sống từ vườn nhà, cánh đồng đến rừng rậm và thậm chí là các khu vực đô thị nữa. Ốc sên là loài động vật thân mềm thuộc lớp chân bụng. À, đó các bạn, và là một trong những loài sinh vật lâu đời nhất trên trái đất, với hóa thạch có niên đại hàng trăm triệu năm luôn. Và nguồn gốc của ốc sên thì được cho là xuất phát từ kỷ Camry khoảng 500 triệu năm trước. Càng ngày thì ốc sên nó càng tiến hóa và nó phân bố rộng khắp các cái môi trường như là đất liền, nước ngọt và cả nước mặn nữa. Một cái đặc điểm nổi bật của con ốc sên mà mình dễ nhận biết nhất đó là cái vỏ xoắn ốc của nó. Để mấy bạn biết để làm gì không? Thứ nhất là nó giúp ốc sên tránh được kẻ thù nè. Thứ hai là nó giữ ấm cho cơ thể. Và cái điều này nó rất là quan trọng đối với những cái loài ốc sống trên cạn ha. Bên trong cái lớp vỏ này á là một cơ thể mềm dẻo, với một cái chân lớn ở phía dưới được sử dụng để di chuyển ha. Và chúng di chuyển bằng cách co bóp các cái cơ bắp trên chân, tạo ra một cái lớp chất nhầy giúp giảm ma sát và bảo vệ cơ thể khỏi bị tổn thương bởi bề mặt á các bạn. Ốc sên nó được xếp vào loài ăn tạp bởi vì nó có thể ăn nhiều loại thức ăn khác nhau như là lá cây, hoa, đến cả các cái xác động vật. Cấu trúc miệng của ốc sên á thì cũng khá là đặc biệt ha. Được gọi là radula, nó có hàng ngàn răng nhỏ xíu và cho phép ốc sên cạo thức ăn từ bề mặt và nghiền nát thức ăn trước khi nuốt. Rất là hay. Theo các bạn thì ốc sên nó có lợi hay là có hại? Mình đố vui thôi. Nó vừa có lợi mà vừa có hại nha các bạn. Như ở trong nông nghiệp á thì nó có thể phá hoại mùa màng, nó ăn những cái loại cây trồng của bà con. Tuy nhiên đối với hệ sinh thái á thì nó giúp phân hủy các cái vật liệu hữu cơ nè, ngoài ra nó còn giúp tái chế chất dinh dưỡng trở lại môi trường nữa. Ngoài ra thì một số nước trên thế giới á, người ta còn nuôi ốc sên để làm thực phẩm hoặc là thú cưng nữa. Ví dụ như châu Âu nè, nơi mà ốc sên được coi là đặc sản á các bạn. Nói về loài ốc này á thì có một câu chuyện về cuộc hành trình của ốc sên, không biết các bạn có nghe chưa ta? Thôi thì hôm nay mình sẽ kể cho các bạn nghe ha. Thì ngày xưa trong một cái khu rừng nọ có chú ốc sên này nè. Chú có một cái ước mơ, đó là chinh phục được cái ngọn đồi đó. Và ngọn đồi này thì khá là cao. Hàng ngày á thì nó chậm chậm bò lên ngọn đồi để hoàn thành ước mơ của mình. Tuy nhiên trên đường đi á thì gặp rất là nhiều loài động vật khác, nó cười cợt ốc sên. Như chú thỏ thì cười: "Ốc sên, bạn sẽ không bao giờ tới được đỉnh đồi, bạn quá chậm chạp." Còn chú chim á thì cũng nói tiếp, đó là: "Tại sao bạn lại muốn cố gắng như vậy? Bạn nên ở lại dưới mặt đất, nơi an toàn hơn." Vân vân, rất là nhiều loài cười cợt chú ốc sên này. Ngoài những cái lời chế giễu đó thì ốc sên còn gặp những cái khó khăn như là mưa bão nè, gió lớn, thậm chí là những cái nắng rát da luôn. Nhưng mà ốc sên không bỏ cuộc. Cuối cùng sau nhiều tháng thì ốc sên bò lên được ngọn đồi. Qua hình ảnh của chú ốc sên thì chúng ta cũng rút ra được một bài học, đó là dù cuộc sống có khó khăn đến đâu, chỉ cần chúng ta kiên trì và không bỏ cuộc thì chúng ta sẽ đạt được mục tiêu của mình, đúng không? Rất cảm ơn các bạn đã theo dõi cái video này của mình đến thời điểm này nha. Mến chúc các bạn luôn vui vẻ, bình an và hạnh phúc bên gia đình của mình ha. Nếu thấy video hữu ích thì các bạn có thể like, share cho bạn bè, người thân của mình ha. Xin chào và hẹn gặp lại.